bạn ơi đừng có nghĩ quẩn, từ từ chuyện đâu có đó mà. Ủa Phúc Anh, sao lại ra tận đây? Tôi đi truyền giáo ngoài này nè, mấy ngày nay rồi. Ủa thế hả? Ừ. Dịch, chán, tâm trạng tôi đang không tốt đây này. Rồi bây giờ thử đánh cái đàn này đi, tiếng đàn này sẽ giúp bà sống chậm lại. Ok, để thử nha.